Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đã chủ trì phiên họp lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng, cùng sự có các đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng. Năm 2023, Hội đồng và Thường trực Hội đồng đã đôn đốc cán bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương tổ chức phát động các phong trào thi đua, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao ngay từ đầu năm. Tập trung giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, khó khăn để phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và kế hoạch 5 năm 2021-2025. Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đã tổ chức các phiên họp thường kỳ và đột xuất do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng chủ trì, chỉ đạo Hội đồng thi đua khen thưởng các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Hội đồng. Cùng với đó, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương ban hành thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2023 tại 6 bộ, ngành, địa phương tập trung xây dựng thể chế, văn bản quy phạm pháp luật, triển khai luật thi đua khen thưởng năm 2022. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lưu ý, phong trào thi đua khen thưởng phải bám sát nhiệm vụ chính trị, phù hợp với tình hình thực tế, xuất phát từ nhân dân. Khen thưởng phải đúng, trúng, kịp thời, khen thưởng phải gắn với lợi ích chung, đồng thời phải hài hòa với lợi ích riêng để tạo sức sống, nuôi dưỡng các phong trào thi đua, tránh việc phát động phong trào hình thức để xảy ra sai sót. Để góp phần thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2024, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương cần phát huy vai trò cực kỳ quan trọng của công tác thi đua khen thưởng, bám sát chủ đề điều hành, kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững của Chính phủ. Các mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra, triển khai đồng bộ có trọng tâm, trọng điểm gắn với nhiệm vụ chính trị của từng bộ, ban ngành, địa phương, tổ chức đoàn thể, khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Cùng với đó là tiếp tục phát động triển khai tích cực các phong trào thi đua. Chúng ta sẽ làm sống động lại, làm mới lại các cái phong trào thi đua mà chúng ta đã và đang làm, đồng thời bổ sung cái phong trào thi đua mới, nó thiết thực, nó hiệu quả đối với người dân. Đó là cái phong trào xóa nhà tạm, nhà dột. Cho đến năm 2020 thì chúng ta sẽ kết thúc. Và cái phong trào này thì chúng ta sẽ chuẩn bị về phương thức, về cách làm với tinh thần là cách tiếp cận toàn diện, toàn dân, bao trùm. Và chúng ta sẽ chuẩn bị ra đầu năm mới của cái năm nay này, năm âm lịch này, thì chúng ta sẽ phát động cái phong trào này, làm một cách nó bài bản. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền đề án, tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022-2025. Gương người tốt việc tốt, quan tâm khen thưởng các đối tượng người lao động, nhà khoa học, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đội ngũ giáo viên, y bác sĩ, các doanh nghiệp, doanh nhân sản xuất, kinh doanh giỏi, làm tốt công tác giải quyết công ăn việc làm, tạo sinh kế cho người lao động, thực hiện công tác khen thưởng, bảo đảm đúng quy định, kịp thời, công khai, minh bạch. Tập thể cá nhân được khen thưởng phải thực sự tiêu biểu, nỗ lực phấn đấu, đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.